Vậy là Hoàng Anh mùa giải 2021-2022 đã đi qua với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khó tả. Trong khi mọi spotlight để hướng đến nhà vô địch Manchester City, sau khi đoàn quân của Pep Guardiola và các học trò đã cùng với Liverpool tạo ra một màn rượt đuổi có 1-0-2 trong lịch sử Premier League, thì có một đội bóng vẫn đang phải chịu rất nhiều tổn thương và mất mát trong mùa giải này vẫn cần được chú ý. Nhưng có lẽ vì câu chuyện đó đã out trend nên không còn được truyền thông chú ý đến nữa. Đó chính là câu lạc bộ Chelsea. Họ đang trải qua những ngày tháng có thể nói là một trong những giai đoạn tối tăm nhất trong lịch sử câu lạc bộ, khi liên tiếp gặp phải những vấn đề bất cập, tạo thành mớ hỗn độn từ dưới thượng tầng cho đến phòng thay đồ. Thế nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng. Dù rất tiếc cho những gì câu lạc bộ đã trải qua, nhưng đây có lẽ là những nhịp nhún, nhịp lùi cần thiết để Chelsea có thể trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai. Người ta vẫn còn nhớ khi kết thúc mùa giải 2020-2021, Chelsea đã sống trong những ngày tháng khải hoàn vinh quang khi họ trở thành tân vương Champions League, giành được cúp tay voi thứ hai trong lịch sử khi đánh bại những Real Madrid, Man City. Hệ thống chiến thuật mà huấn luyện viên Thomas Tuchel mang đến đã thổi một làn gió mới vào đội hình của The Blue và khai thác tối đa năng lực của những bà hợp đồng đắt giá họ mang về ở đầu mùa giải trước như Kai Havertz, Timo Werner, Edward Mendy, Ben Chilwell. Rồi đến với mùa giải mới, câu lạc bộ tiếp tục có những sự bổ sung nhân sự chất lượng khi Romelu Lukaku trở về Stamford Bridge với giá 115 triệu euro, trở thành bà hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Những con người tốt nhất vẫn ở lại, giá nhân sự mới chất lượng không kém và một hệ thống chiến thuật hiệu quả. Chelsea hừng hực khí thế bước vào mùa giải mới. Và quả thật, từ tháng 8 cho đến đầu tháng 12, The Blue chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng với hàng loạt chiến thắng như trẻ tre. Tuy nhiên, chưa vào 18, họ còn lại đúng cái nịt khi hết hòa rồi lại thua, nhanh chóng tụt xuống vị trí thứ 3, xếp sau Liverpool và Man City. Cơn ác mộng từ đây mới thực sự bắt đầu. Bão chấn thương càn quét đã khiến Chelsea mất đi vô số vị trí quan trọng, mà trong đó phải kể đến là N'Golo Kanté và Ben Chilwell. Một người là cỗ máy vĩnh cửu nơi tuyến giữa, người còn lại là wingback cánh trái thượng hạng. Mất đi hai người họ, sức mạnh của đoàn quân huấn luyện viên Thomas Tuchel giảm đáng kể. Kế tiếp là nỗi ám ảnh Covid-19 tiếp tục khiến Chelsea thiệt quân trong những giai đoạn then chốt của mùa giải. Lần lượt những Lukaku, Kovacic, Timo Werner phải ngậm ngùi cách ly điều trị và nhìn đồng đội oằn mình trên sân. Người đã thiếu nhưng lực lượng còn lại thì không thể hiện đúng với kỳ vọng. Bên cạnh Lukaku bùng nổ giai đoạn đầu mùa giải lại trở về với hình ảnh nghệ sĩ nhân dân thường thấy. Saúl Ñíguez cũng là cái tên không để lại dấu ấn nào và cũng mài đúng quần trên băng ghế dự bị. Đó là còn chưa kể những drama bên lề như mâu thuẫn của thầy Tú trẻ với Lukaku. Tất cả những điều đó đã khiến Chelsea từ một cỗ máy chiến thắng trở thành một đoàn quân dẻo dã, nhiều yếu điểm. Tuy nhiên, nếu chỉ là việc thiệt quân để rồi sẩy chân trong nhiều thời điểm quan trọng của mùa giải thì đội bóng nào cũng sẽ phải đối mặt, và không đủ đặc biệt để có video trên kênh bình luận viên Mai Anh Tài. Cái hạn của Chelsea đã len lỏi tới giới thượng tầng, mà cụ thể ở đây là chủ tịch Roman Abramovich. Vị tỷ phú người Nga quả thật đã làm rất tốt những gì có thể cho Chelsea trong suốt triều đại của mình. Tuy nhiên, vì tai bay vạ gió, vì một cuộc chiến tranh phi nghĩa, Abramovich và cả Chelsea đã rơi xuống vực thẳm. Tình hình chiến sự căng thẳng giữa Ukraine và Nga đã khiến FIFA, UEFA và cả Liên đoàn bóng đá Anh giáng những đòn trừng phạt nặng nề xuống Abramovich lẫn đội bóng con cưng của ông. Chúng ta sẽ không ở đây để tóm tắt lại vụ việc đã xảy ra, nhưng hệ quả để lại sau cùng là Chelsea đã bị cắt giảm ngân sách, mất nhà tài trợ và buộc phải đổi chủ. Rời xa vị chủ tịch đã đi cùng những năm tháng thành công của câu lạc bộ, vị tỷ phú người Nga trăm ngàn thương tiếc đội bóng của mình. Nhưng nếu ông không rời đi, Chelsea sẽ phải chịu trừng phạt. Nhẹ thì trừ điểm trên bảng xếp hạng, cấm chuyển nhượng, nặng thì phải xuống hạng. Những câu chuyện về câu lạc bộ hàng đầu nước Anh không có tiền đi máy bay để đá Champions League tưởng chừng như chỉ có trên những trang truyện giả tưởng trào phúng, hóa ra lại là hiện thực tàn khốc của Chelsea. Vì cuộc chiến tranh ở Đông Âu xa xôi, The Blue đã phải chịu những tổn thương nặng nề nhất. Và rồi, như một căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn di căn, Chelsea đã không còn giữ được bộ mặt của nhà vua Champions League, hùng mạnh và uy quyền như đầu mùa. Thay vào đó là một đội bóng bất ổn, dễ bị đánh bại và thiếu bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel thời gian qua gắn liền với những chữ suýt. Họ suýt ngược dòng trước Real Madrid tại tứ kết Champions League, suýt vô địch League Cup và suýt vô địch FA Cup. Người ta có thể nói rằng Chelsea đã xui xẻo khi đụng phải ông vua C1 Real Madrid, nhưng còn về hai trận chung kết tại xứ sở sương mù, tất cả đều cho thấy sự thiếu bản lĩnh, yếu bóng vía của họ. Hai lần đều thua trên chấm luân lưu, ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang. The Blue chỉ còn biết tự trách mình. Chelsea không hề là đội bóng hiếu, nhưng để chạm tay vào những danh hiệu thì vẫn chưa đủ. Cứ như thế, quay đi ngoảnh lại, đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẽ phải đối mặt với một mùa giải trắng tay hoàn toàn với những sự xáo trộn nhân sự ở dưới thượng tầng. Mùa giải vừa qua quả thật rất tồi tệ với Chelsea. Những cổ động viên nhiệt thành của họ đã trải qua những ngày tháng tủi hổ cho đội bóng con cưng của mình. Còn các cầu thủ thì đang loay hoay lạc lối. Ngoài vấn đề về mặt chuyên môn, đội bóng này còn dính phải những bất cập về chính trị, nên họa vô đơn chí, đã te tua nay lại thêm vế tơi tả. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống là như vậy, có lúc tủi, có lúc vinh, có lúc thăng hoa, có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoàn ca. Chúng ta không thể vỗ vai từng người hâm mộ của The Blue và bảo họ đừng buồn nữa, vui lên đi. Nhưng tất cả đều hiểu rằng đây sẽ là phép thử hạng nặng cho đội bóng. Đau để trưởng thành, có ngày buồn mới biết trân trọng những khoảnh khắc thăng hoa. Chelsea sẽ còn rất nhiều điều phải làm để có thể trở lên mạnh mẽ ở mùa giải mới. Nhưng chắc chắn họ sẽ làm được. Chính nhờ những cơn bão chấn thương, những lần thiệt quân này, The Blue sẽ biết mình phải nâng cấp chiều sâu đội hình, xoay tua thường xuyên để duy trì sức mạnh khi đi đường dài. Bị bó buộc ngân sách vì mất nhà tài trợ, công tác chuyển nhượng khó khăn, đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để các sản phẩm của học viện được thể hiện mình trong áo đội một. Một vài cầu thủ sẽ rời đi vào cuối mùa giải này, nhưng không sao cả. Đổi mới nhân sự sẽ giúp Chelsea lột xác, mang trong mình sức mạnh mới. Lúc khó khăn mới biết ai là bạn. Khi Chelsea rơi vào khủng hoảng như thế này, những nhà tài trợ, những cầu thủ nào còn ở lại, đó mới chính là những đối tác, những nhân lực thực sự tốt, nguyện cống hiến cho câu lạc bộ. Họ sẽ cùng nhau vực dậy con tàu đắm này và hướng đến những vinh quang mới. Việc đổi chủ sẽ đem đến nhiều bất ổn, nhưng thử thách nào cũng đi kèm với cơ hội. Biết đâu chừng Chelsea sẽ lại có thêm một chương vàng trói lọi nhờ vị tân chủ tịch này. Đội bóng nào cũng sẽ có những chu kỳ buông, những giai đoạn khủng hoảng. Người ta không thể mãi khóc thương cho những điều đã qua, tiếc nuối lưu luyến những giá trị xưa cũ. Điều quan trọng là cách đối mặt, vực dậy sau những thời gian tối tăm như thế. Có người trở lại mạnh mẽ hơn, giàu sức chiến đấu hơn, cũng có những kẻ lạc lối mãi không thể tìm được vinh quang. Mong rằng câu lạc bộ Chelsea sẽ nằm ở vế đầu tiên, cho chúng ta thấy một đội bóng giàu sức sống ở mùa giải 2022-2023. Họ vẫn có cơ hội được bung sức một lần nữa ở tất cả các đấu trường đã tham gia mùa này, từ Premier League, Champions League, League Cup, FA Cup. Cảm ơn tất cả vì đã cố gắng vì đội bóng này, từ thành phần ban huấn luyện, cầu thủ cho đến ban lãnh đạo. Thế nên không có lý do gì chúng ta lại không cùng nhau vực dậy Chelsea ở mùa giải mới. Chúc cho The Blue sẽ nhanh chóng tìm lại quỹ đạo chiến thắng và tiến đến những danh hiệu. Đó là những điều họ xứng đáng nhận được với những thứ tinh thần, những giá trị tích cực đã thể hiện suốt mùa giải bão táp vừa qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like, share và subscribe trên kênh bình luận viên Mai Anh Tài nha. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.